Ấy 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 lại sút tiếp rồi. Ngon. Ờ thật vừa sút cái kia. Đấy vừa nghe nhìn thấy rồi. À lúc này mày chơi này, đấy nói không tin. Đúng không? Lúc chơi thì sập bẻ rồi. Đúng không? Lúc này mày chơi đúng không? Hùng hăng, hùng hăng. Trẻ. Uầy, uầy, uầy. Uầy, uầy. Hùng hăng, hùng hăng. Bụp. Thôi mày chết tự nhiên. Xuống kia. Trang nhau cảnh. Thôi. Đang quay chim ai quay mặt mày đâu. Đây đứng. Sút rồi, sút rồi. Sút đít. Đáy lồng thẳng tiến ấy. Bé cứ đà. Đi vào, tao đùa mày. Bé ơi đi vào đi bé. Nhanh nhanh chú đánh nhiều con chim. Nhà nó đây tao nhà nó kia. Đấy. Mồi ra nhìn cứ hướng bổ đầu đấy ra đạp đấy ấy. Con này thôi kệ nó, mày làm gì đâu. Bây giờ phải quay lồng vào bằng đấy. Quay mặt hướng vào đấy đúng không? Nhưng không quay được, lồng nó có móc xoay đâu. Bị bất tiện nhỉ. Nó đâu phải như lồng Đà Nẵng đâu mà xoay. Con này đánh đồng một mặt thì chết rồi. Chết à? Hướng này là hướng chết này. Đéo sợ đâu nhỉ? Ừ. Mồi, mồi tần vo vo ra. Mình nhìn xem để ý con này đánh rất thích con mồi này. Sát áp mặt. Áp mặt nó hay đi bỏ về về ra bọn kia cứ nghĩ là đòi đánh nhau ấy, nào vào sút luôn. Đấy. Mồi phải di chuyển. Ồ, tí nữa ăn còn mài. Thì ăn mái ngót. Mốt bây giờ ăn mái. Chống nhiều chán. Ấy, lại về luôn. Khó ăn phết đấy, đùa. Làm sao? Ôi, thế đứng ra là cành khô cái giáp mặt nhìn nó hay. Ừ. Ở đây một đá. Đá một dây dài rồi mới neo lên cổ tử. Nhờ. Ấy, 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 ấy. Ấy, ông biết thừa đấy, lên đấy, sút là chết rồi. Tốt nhất mình nên neo lên bẻ nó đi.